Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em Tùng với Audio làm cái clip để giới thiệu về một đôi loa dựng. Cấu hình này của bên em là loa thành phẩm mà em đang lắp ráp cho khách hàng. Thì hôm nay em lắp ráp một cấu hình là full 30 từ 190 côn 76. Và cái cấu hình ngày hôm nay thì em lắp với cái cấu hình là vỏ thùng giờ xét. Lưới của nó hình tam giác. Đấy, lưới của nó hình tam giác. Thùng giờ xét. Cái cấu hình ngày hôm nay là một đôi loa full có cái chất chống rất là tốt. Nếu mà lắp vào vỏ thùng giờ xét này thì chống nó lên rất tốt. Và con bát GQ này thì đặc điểm đặc thù của bát GQ tiếng ca nó tốt. Bát 30 GQ xương trắng từ 190 côn 76, xương đúc màu trắng này. Bích thép của nó như miếng inox này. Bích thép của nó như miếng inox này. Từ 190 côn 76. Bích của nó T của nó rất là dày. Bích T của nó rất dày, từ 190 côn 76. Cái màng của con này thì là màng màu tím. Gân của con này là gân 3 gân. Nón của nó nón sần. Cả bát các bác nhìn này, quá là đẹp luôn. Còn bát GQ này tiếng ca nó rất tốt. Bên trong thùng, thùng của nó đều được chôn gen hết các bác nhé. Đó là gen lục giác. Và mẫu tép của nó là em nắp với củ tép nắp nhôm. Cốc nhôm chạm nhún màu vàng từ 120 và côn 44. Phễu của nó là phễu đại. Đây là hai ống thông hơi ở mặt trước. Và phễu đại của nó là vuông 2323. Các bác lưu ý vuông 2323. Phễu đại này cho tính tép phóng rất xa. Đây là một đôi loa thành phẩm. Với cấu hình này thì em đang dựng là 5 triệu một đôi. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm thì em liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác.